ai nào quyền quý chơi là phải kéo trùm ruột thì mới cho ăn. À, mày cắn mình giò tao luôn. Chết đi một lỗ nữa, một lỗ đã không đủ ăn, hai lỗ làm sao bay ơi. Đó là cái buổi tối bên nhà Quyền Phi, còn cái này là buổi sáng. Tầm ruột về khuya là sáng mấy cô trong xóm tập hợp lại xóm nhau mà ngồi lựa. Ở dưới quê cô chú làm nông làm vườn, tới mùa mới có tiền. Theo mình thấy thì có cái cơ sở của ông Quyền Phi, cô chú vòng vòng xóm có đồng ra đồng vô hơn, đỡ lo cái miếng cơm manh áo mỗi ngày. Nếu chung mà sen đá sau này có bán cái gì ha, là cũng làm cái mô hình giống giống Quyền Phi vậy nè. Nhưng mà không có cạnh tranh tầm ruột của em đâu mà lo. Rồi còn trong bếp thì chị đẹp mẹ của Quyền Phi đang nấu ăn. Trước cái ngày qua đây là Quyền Phi điện cho mình, cái mình nói chuyện với bà cô chị đẹp này nè. Mẹ ơi, con nghe đồn mẹ làm mắm chưng ngon dữ lắm. Rồi nói như là hiểu rồi đó. Bà cô chị đẹp phải mua cho mấy ký mắm mấy ký thịt tao làm cho mày ăn đã cái nư, rồi mốt mày khỏi đòi tao làm nữa. Mắm ở đây cô sử dụng mắm bồ hóc, tao khi lượt thì cho thịt vô rồi đổ nửa chén tiêu, nửa chén bột ngọt, cho thêm nửa ký hành sáng mua. Rồi bây giờ cô cho vô 5-10 cái trứng vịt, chuyện không có gì cho đến khi cái trứng này là cái trứng thúi. Dạ không sao cô ơi, mắm nó cũng thúi sẵn rồi nên không có đến nổi đâu. Ờ cũng đúng ha mày, tao chọn cho tụi mày ăn luôn. Gia vị với nguyên liệu cũng khá là đơn giản. Bây giờ cô chọn cho thiệt là điều thịt với lại mắm. Lúc này cái hương thơm của mắm nó cũng ngào ngạt, còn chưa có nấu nha. Mọi người biết tại sao cô sử dụng mắm bồ hóc không? Bữa nay tôi qua đây tôi học thêm một điều. Mình chưng mắm mình chưng bằng mắm bồ hóc á, cái hương vị mắm nó rất là đậm đà nha mọi người. Mọi người nhớ luôn công thức của cô, mọi người làm thử nha. Rồi cuối cùng là cô dặn thêm miếng đường nữa là xong. Người ta chưng mắm người ta chưng có một chén hai chén. Mình lỡ miệng nói có một câu cô ơi con thèm tới bản họng. Bà cô chị đẹp của con mới nện cho một thao. Đâu có mày ơi, mày ăn không hết thì mày cứ đem về nhà mày ăn. Mày ăn tới khi nào mà giống Hải con ghẻ tao vậy đó. Nói tới mắm là con sợ quá mẹ ơi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ múc ra từng chén từng chén từng tô từng tô. Mình sẽ hấp cá thủy nữa nha mọi người. Hồi nãy giờ mọi người chưa gặp sen đá đúng không? Đây sen đá của mọi người đây mới thức. Vợ tôi là sen đá. Giờ tôi rất dễ thương. Trong lúc này là mình đợi đâu đó tầm khoảng 20-30 phút gì đó quên mất rồi. Ờ quên nữa, cái đợt tôi nói giỡn Quyền Phi cất cái nhà 10 tỷ. Mọi người nói làm gì giàu dữ, bán tầm ruột giàu chứ làm gì trời. Trời tôi nói chơi chứ làm gì tới. Tôi nói cho có cái để nói chứ nghĩ sao mà có cái nhà tới 10 tỷ. Cất có 9 tỷ rưỡi à. Rồi thôi xàm quá. Bây giờ mắm nó cũng gần chín, mình cho cái lớp trồng đỏ trứng gà lên trên. Cái khúc này là để cho cái chén mắm mình nó được màu sắc đẹp đẽ hơn. Nấu gần xong hết trơn. Bạn bè cũng tới chơi nhà. Giờ này ông cố nội Hải mới thức. Tại tối vợ chồng anh thức khuya anh mệt. Ủa, thức khuya hả? Xong qua anh kêu tụi tôi ngủ sớm. Rồi hiểu. Rồi cuối cùng thì bữa ăn trưa cũng tới. Tới giờ ăn bà cô chị đẹp tôi hỏi sao không ăn vậy cô? Hát cậu đi đám cưới con ơi. Ủa? Nói chứ cô làm cho tụi mình ăn. Rồi cô lên đồ đi đám cưới mọi người ơi. Ăn no nê xong xuôi không có gì làm. Tôi khui hàng bơm của vợ chồng Quyền Phi. Thay vậy chứ bơm nhiều dữ lắm. Tôi kiện hàng bơm của Quyền Phi. Mọi người ơi, giờ Quyền Phi một ngày bán tầm khoảng 100 đơn thì bơm 50 rồi. Đẹp lính vô ở thấy gõ mọi người. Để mình đọc hai bơm hàng nha. Chị Quyền Phi ơi, em không thể nhận hàng được, xin lỗi. Nói chứ mọi người mua thì mua chứ đừng có bơm, tội nghiệp nó. Mát cái tầm ruột là mọi người bơm về là nó hư. Hoàng về mất mấy ngày lên men đâu có bán được nữa. Tính ra vợ chồng Quyền Phi cũng hay. Quyền Phi lúc trước nó làm công nhân, chồng cũng làm công ty nữa. Rồi hai vợ chồng phấn đấu tới ngày hôm nay. Bây giờ cũng là chủ cả cái hộ kinh doanh tầm ruột kim rồi đó. Bởi vậy mọi người cứ cố gắng nỗ lực và phấn đấu hết mình. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công. Nếu mà không thành công thì thành thụ giống sen đá. Ồ, tôi đâm ban rồi. Rồi bây giờ ăn uống no nê xong xuôi, không có việc gì làm, Quyền Phi với sen đá rủ nhau ra ruộng. Quyền Phi kêu sen đá. Em nghe đây, chị chỉ em chảo cá. Chảo cá là gì bà nội? Tôi miền Tây lần đầu tôi biết luôn mọi người. Chảo cá nghĩa là mọi người lấy cái gỗ rồi mình xay cà dòng vậy đó mà dính cá, mấy con cá lăng tăng không à. Mấy con cá này mình kho khô kho xả ăn là nhất cái nách. Là nhiều dữ chưa? Sao không còn. Ở đó mới con lợt đầu vậy thôi chứ. Rác coi bể bờ luôn bây giờ đó. Đây, tát sang đá. Chị ai trên clip? Thằng Huy á nó thật. Không nhưng mà để cho cá chạy ngược ra đằng. Tóc mày trắng lắm á. Ủa sao nó hay vậy?